Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày kỷ tỵ, tháng kỷ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại lâm mộc, ngày kỵ tỵ tức chi sinh cho can, có nghĩa là họa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, đại lâm mộc, kỵ tuổi, quý hợi, đinh hợi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỵ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân hợi, đinh hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi, về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao mạng đức tinh, tốt mọi việc, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao đại hao, xấu mọi việc, sao cựu không, xấu đối với xuất hành, cầu tài lộc, khai trương sao trùng tang, kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao trùng phục, kỵ giá thú, an táng, sao tội chỉ, xấu đối với tế tử, tố tụng, sao ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này đang có được báo hiệu gặp nhiều may mắn với bạn tuổi tý đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh sôi đường dẫn lối cho bạn cho nên cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn tuổi tý trong ngày hôm nay tiến trị khá chi là tốt càng ngày càng phát đạt thu về lợi nhuận lớn không tưởng tượng nổi sự tức thời, nhạy cảm, linh hoạt giúp cho bạn mệnh tuổi Tý đang có được những ý tưởng sáng tạo và đón đầu xu hướng. Từ lúc sản phẩm quan mới hầu như chưa xuất hiện máy trên thị trường và chưa được nhiều người tiêu dùng để ý tới, bạn đã dự đoán được xu hướng phát triển của thị trường trong tương lai và đầu tư vào đó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mọc vượng cái điều này mang đến cho bạn tuổi Tý cũng đang có được một ngày nhân duyên tốt đẹp và bạn tuổi Tý ý thức được tầm quan trọng của gia đình. Bạn mạnh luôn cố gắng để vun vén hạnh phúc lứa đôi, mang đến những giây phút ngọt ngào dành cho nửa kia của mình nữa. Tình yêu luôn là điều kỳ diệu. Chỉ cần có sức mạnh của tình yêu thì con người sẽ tự hoàn thiện và thay đổi theo chiều hướng tích cực và chúc cho tình yêu của hai bạn mãi mãi luôn nồng nàn như thuộc mới yêu nhau ban đầu. Vài tử vi tuổi giáp tí thuộc kim, tài năng xuất chúng dễ gặt hái được những thành tựu rực rỡ. Tử vi tuổi bính tí thuộc thủy, may mắn ngập tràn, mọi sự được như ý. Tử vi tuổi mậu tí, thuộc hỏa, công danh sáng lạn, gặt hái được nhiều thành công. Tử vi tuổi canh tí, thuộc thổ, tình cảm ngọt ngào, đôi lứa đắm chìm trong hạnh phúc. Tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mộc, kinh doanh phát đạt, thu được nhiều lợi nhuận. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 5, số 7, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi thân, tuổi tỵ Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi sửu chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đang gặp được ngày có báo hiệu gặp nhiều may mắn trong công việc với mình khi bạn tuổi sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tỵ dậu sửu phù trợ với bạn tuổi sửu bản mệnh được cấp trên nâng đỡ khá nhiều vận trình sự nghiệp được tăng tín như diều gặp gió với bạn tuổi Sửu cũng có thể sẽ không tránh được đôi lời giảm pha khi tăng tín nhanh quá. Song bạn mệnh tuổi Sửu luôn biết đâu là điều quan trọng, bạn không quan tâm tới những lời ganh tị, vô thượng vô phạt đó. May mắn được nâng đỡ, nhưng bản thân của bạn tuổi Sửu cũng cần phải không ngừng trau dồi kiến thức bồi dưỡng năng lực cho chính mình bởi quý nhân không thể thiêu chân bạn được mãi mãi chỉ có năng lực thực sự mới giúp cho bạn có thể nắm bắt được cơ hội và phát huy nói một cách hiệu quả nhất mà thôi. Và ngày này với bạn tuổi xỉu, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, dự báo cho bạn tuổi xỉu, bạn rất dễ phát tài phát lộc một cách bất ngờ, có thể là trúng số độc đắc, nhận được một khoản tiền thưởng từ trên trời rơi xuống hay là được gia đình chu cấp và bạn cần phải chuẩn bị may túi ba gang mang đi mà đựng thôi và từ vi tuổi ất sửu thuộc kim công việc ổn định suy nghĩ thấu đáo cùng sự nhạy biến giúp cho bạn được cấp trên đánh giá cao từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy thông minh nhạy biến dễ chạm tới thành công từ vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa kiên nhẫn trong giao tiếp cẩn trọng trong công việc may mắn sẽ mỉm cười với bạn từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ thừa nhận khuyết điểm tích cực sửa sai vận mệnh sẽ cải biến tốt từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc sẽ được phát tài phát lộc một cách nhanh chóng nhận được khoản tiền thưởng bất ngờ nữa vài đánh giá của bạn tử sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc năm sao sức khỏe bốn sao tình cảm bốn sao con số may mắn số 1... số 7... giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 Xem từ vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần Cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này Đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sung Dần thân tị hợi cho nên với bạn tuổi dần đang có điểm báo, bạn cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình bởi họa thị phi đang đến rất gần với bạn. Có thể bạn mạnh tuổi dần suy nghĩ vô tư và góp ý chân thành, nhưng lời góp ý của bạn lại không đưa ra đúng lúc hoặc là đúng người, đó chính là lúc vấn đề xảy ra với bạn. Trên thế gian này chẳng có ai là hoàn hảo cả, có sai lầm thì mới có thành công. Với bà tuổi dần, thực tâm muốn tốt cho người khác, nhưng không phải lúc nào lòng tốt của bạn sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Vì vậy, với bà tuổi dần, cũng đừng quá buồn phiền. Khi người khác không có ý nhờ vã thì với bà tuổi dần cũng không nên nhiệt tình thái quá mà ôm rơm cho nhám bụng. Bạn hãy nhận xét khi người ấy xin sự góp ý của bạn. Nếu không, đừng nên nhúng tay quá nhiều vào việc của người khác. Kẹo lại, tự chúc lấy phiền hà với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi dần đang có điểm báo con đường tài lộc của bạn có nguy cơ bị sa sút Người ta vẫn nói đồng tiền kiếm bằng sức lực của mình bao giờ cũng quý giá và với bạn đừng có phung phí cho dù bạn có nhiều tiền bạc đến như thế nào đi chăng nữa. Bởi làm như vậy cũng chính là bạn đang coi thường sức lao động của bản thân mình đó. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói kéo lại vướng phải họa thị phi ảnh hưởng tới uy tín của bản thân mình. Từ vi tuổi bính dần thuộc họ biết đặt mình vào vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề đa chiều và xử lý khôn ngoan hơn. Từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ ăn tiêu hợp lý, đừng có phung phí tiền bạc vì những món đồ vô nghĩa và không quá cần thiết. Từ vi tuổi canh dần thuộc mộc tiết kiệm hôm nay sẽ có một khoản dư dạ trong tương lai với bạn. Từ vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim làm tốt bộn phận là trách nhiệm của mình không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu điên, màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi mão rất dễ bị lôi kéo vào những vụ tranh chấp ẩu đã dẫn đến hao tài tốn của một cách vô nghĩa. Vì vậy với bạn tuổi mão, bạn mệnh nên phải chú ý tránh xa những cuộc xô xát bằng bất cứ giá nào, đừng để cho tiền bạc đội nón ra đi không có lý do rõ ràng. Bạn mệnh tuổi mão nên tập trung vào công việc, bởi những việc tồn động của bạn quá chi là nhiều và đang chờ bạn phải giải quyết ổn thỏa. Nếu không chăm chỉ ngay từ bây giờ thì bao nhiêu kế hoạch dự định của bạn trong năm tới sẽ khó khăn rất chi là nhiều. Xét về mối quan hệ ngộ hành tương sinh tương khắc thì trong ngày thứ năm này đối với bà tuổi mão bạn cũng đang gặp ngày có mộc sinh xuất cho họ. Cái điều này cho thấy vận trình tình cảm của bà tuổi mão lại không được tươi sáng cho lắm. Bạn yêu thương chân thành cho đi không hối tiếc nhưng đổi lại lại chẳng nhận được là bao nhiêu. Trong một cuộc tình, người yêu thương nhiều hơn thường là người thiệt thòi vì không được quan tâm và yêu thương như họ đáng được hưởng. Tuy nhiên, nếu nhìn bao dung ra một chút, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đã tận hưởng niềm hạnh phúc khi trao đi tình yêu nên không thấy chút gì là đáng tiếc cả. vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy công việc tồn động cần phải tập trung làm việc để giải quyết mọi vấn đề. Từ vi tuổi đinh mão thuộc họ tránh tham gia vào các cuộc ẩu đả, xô sát, kẹo lại mất tiền oan. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ cho đi nhiều nhưng nhận lại chẳng được là bao nhiêu, tâm hồn bị tổn thương sâu sắc. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc yêu là không hối tiếc nên hãy cứ yêu khi cuộc đời cho phép. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim chân thành bao dung đối xử tốt với mọi người ai ai cũng yêu mến bạn vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu điên màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày của chính tài chiếu mệnh cho thấy năng lực làm việc của bạn tuổi thìn đã được phát huy một cách tối đa, đem lại hiệu quả bất ngờ và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tin tưởng của mọi người xung quanh nữa. Nhờ đó mà bạn mệnh tuổi thìn rất dễ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá cho những nỗ lực của mình đã bỏ ra vừa qua không ai là hoàn hảo và khẳng định mình không mắc một chút lỗi lầm nào. Nhưng với bà tuổi thìn, hãy rèn luyện cho mình, thối quyền cẩn trọng và tỉ mỉ. Tuy ban đầu bạn sẽ thấy hơi phiền phức và mất thời gian, nhưng về lâu về dài, nó sẽ giúp cho công việc của bạn ngày càng được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày của ngũ hành hỏa thổ tương sinh giúp cho vận trình tình cảm của bạn tuổi thìn đang có được sự tăng tín không ngừng. Bạn mệnh rất có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương mà mình đã tìm kiếm bấy lâu trong ngày hôm nay nữa. Với bạn tuổi thìn, bạn luôn muốn tìm kiếm một người để có thể thấu hiểu được nội tâm của mình, có thể thông cảm và cho bạn một mái ấm, chia chở mọi khi giông bão đến và bạn cần phải mở rộng lòng mình, đón nhận những điều sắp tới, cơ hội để yêu và được yêu đang đến rất gần với bạn rồi. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc họ tinh thần làm việc tập trung, hiệu quả công việc được cao, tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, rèn rụa thối quyên cẩn thận, tỉ mỉ, may mắn sẽ mỉm cười trong tương lai với bạn, tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, vợ chồng chia sẻ giúp đỡ nhau cùng vượt qua sóng gió. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, đào hoa răng lối, dễ có người thương, hãy cùng cho nhau cơ hội để tiến tới mối quan hệ bền vững hơn. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, nhìn xa trông rộng, tính toán cẩn thận, đem lại những kết quả như mong muốn trong công việc của bạn. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, ba sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tụi tốt, tụi giàu, tụi tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có hỏa khí vượng cực kỳ là không tốt cho sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay hỏa khí bốc lên có hại cho tim khiến cho bạn mệnh tuổi tỵ dễ cảm thấy bức bối khó chịu ở trong người đặc biệt là đối với những người đang có tiền sự về bệnh tim, bạn càng phải chú ý hơn, kiềm chế cảm xúc của mình, đừng quá nóng nảy, kích động, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, dị hòa vi quý, sẽ giúp cho mọi chuyện với bạn trở nên êm đẹp và tâm lý của bạn cũng được thoải mái hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, Dự báo cho bạn đang có những trở ngại trước mắt có thể khiến cho bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu đã định. Có lẽ từ trước tới giờ bạn đã quá nhút nhát, sợ hãi mỗi khi đối diện với khó khăn hay là thất bại nên ngay từ những bước đầu tiên bạn đã là người thua cuộc rồi. Tuy nhiên có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần bạn cố gắng khổ luyện thì với bà tuổi tỵ sẽ vượt qua được mọi khó khăn và thu được thành quả rất đáng tự hào. Nếu như bạn chấp nhận chiến đấu, bạn sẽ có 50% phần thắng. còn nếu như bạn bỏ cuộc thì tỷ lệ đó chắc chắn sẽ là 0%. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ tinh thần bức bối, khó chịu nên dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Tử vi tuổi đinh tỵ Cuộc thổ, nhút nhát, sợ hãi khi đối diện với khó khăn, dễ khiến cho bạn thất bại nên học cách dũng cảm đối diện với thực tế. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, cố gắng khổ luyện, nắm bắt cơ hội, thành công trong tầm với. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, chi, chiến đấu để vượt qua khó khăn, tiến đến thành công hay là chấp nhận bộ cuộc tất cả đều là do bạn quyết định. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, dị hỏa vi quý sẽ giúp cho mọi chuyện với bạn trở nên êm đẹp và duy trì tâm lý thoải mái. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tử ngọ, chua chúng ta thấy là vận trình của bà tử ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngọa tị tương hội cho nên, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi ngọa trong ngày hôm nay càng trở nên khởi sắc hơn. Tình yêu như một đóa hoa trong sớm mai, vừa tinh khít, vừa xinh đẹp khiến cho bạn mệnh tuổi ngọ không thể rời mắt ngắm nhìn, bạn chỉ muốn đắm chìm trong những khoảnh khắc tuyệt vời ấy mãi mãi mà thôi. Đối với bạn tuổi ngọ, tình yêu luôn mang một màu sắc hư ảo, mang một nét quyến rũ không thể nói thành lời. Bạn say đắm trong tình yêu và muốn giấc mộng ấy chẳng bao giờ có hồi kết. Và xem tử vi ngày thứ năm này đối ba tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh mang đến cho bạn có được tin báo tốt lành về vận trình tài lộc cho mình trong ngày hôm nay và bạn tự ngọ đang có được tin báo phúc lộc dồi dào tiền bạc dư dôi có của ăn của để bạn mệnh rất tự hào về điều đó và bạn tự ngọ cần phải phát huy năng lực của mình hơn sở trường của mình và nắm bắt được cơ hội khi cơ hội đến với bạn sẽ nằm trong top những côn giáp phát tài phát lộc trong năm mới năm 2021 phúc lộc dồi dào về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, gia đình là điểm tựa bình yên nhất. Sau những rông bão của cuộc đời, bạn cần phải chăm sóc và yêu thương nhiều hơn. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, khí thế hừng hực, làm việc quên thời gian, đem đến hiệu quả bất ngờ cho bạn. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, phát huy năng lực và nắm bắt ngay khi cơ hội đến, tương lai vượng phú, vượng quý là điều có thể hy vọng ở bạn tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ mua may bán đắt dễ dàng kiếm lợi nhuận cách xù có của ăn của để tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc tình duyên ngọt ngào vợ chồng xuân sắc thủy chung vài đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc năm sao sức khỏe bốn sao tình cảm năm sao con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ nâng đỡ cho nên con đường sự nghiệp của bạn túi mùi đang được sun sỉ thuận buồm xuôi gió và thu được nhiều lợi nhuận nằm ngoài dự kiến của bạn giúp cho chiếc ví của bạn lúc nào cũng nặng trịch rụng rịnh tiền tiêu bạn mệnh tuổi mùi dần cảm thấy yêu và tận tâm hơn với công việc của mình. Những điều ban đầu khiến cho bạn cảm thấy khó khăn đã không còn nữa. Áp lực dần giảm nhẹ chứ không còn đè nặng lên đôi vai của bạn như trước đây. Cảm hứng làm việc là điều vô cùng quan trọng, tạo động lực để cho bạn tuổi mùi có thể sáng tạo, đưa ra nhiều ý tưởng, nhiều giải pháp cho công việc được ngày càng trôi chảy hơn mọi thứ xung quanh đều khiến cho bạn cảm thấy hứng thú và muốn khám phá nhiều hơn nữa, giúp cho bạn làm tốt công việc của mình hơn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh mang đến cho bà tuổi mùi đang có được tin báo gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nếu như bạn không biết kiềm chế bản thân, hành sự nâu nổi, bạn mệnh rất dễ đánh mất đi tình cảm lứa đôi đã gây dựng vun viễn bấy lâu nay. Và dù thế nào đi chăng nữa thì với bà tuổi mùi, bạn và người ấy cũng nên bao dung, rộng lượng hơn với nhau để duy trì một tình yêu bền vững, tốt đẹp và hạnh phúc. Về tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, vận trình sự nghiệp gặp nhiều xuân xỉa, thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, sự tận tâm và yêu nghề giúp cho bản thân bạn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa cảm hứng làm việc là điều vô cùng quan trọng tạo động lực để cho bạn cố gắng hơn tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ nên kiềm chế bản thân để mọi chuyện diễn ra được êm đẹp tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc tình cảm chi phối mọi chuyện không được như ý muốn khi hai bên không chịu nhường nhịn lẫn nhau vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có ngộ hành tỵ thân nhị hợp cho nên với bạn tuổi thân đang có được báo hiệu sẽ trải qua một ngày với nhiều niềm vui trên con đường tài lộc với mình bạn tuổi thân sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những công sức bấy lâu nay mà bạn đã bỏ ra vì tập thể vì sự lớn mạnh của công ty và với bạn tự thân, bạn vốn là người làm đúng theo trách nhiệm của mình, chứ chẳng hề suy nghĩ gì nhiều, càng không làm chỉ vì được khiên thưởng. Nhưng đúng là trời chẳng bao giờ phụ lòng người, những người nhân đức trời sẽ dành phước cho. Cùng chính với đó, chính quan xuất hiện trong ngày này, cho thấy sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm giúp cho bạn tự thân dễ dàng tạo dựng được sự thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Và với bà tuổi than, bạn cũng nên mở rộng lòng mình hơn, mở lòng đón nhận những lời góp ý chân thành từ những người xung quanh để hoàn thiện bản thân mình theo chiều hướng tốt đẹp. Đó chính là lý do vì sao mọi người luôn yêu quý và dành những yêu ái đặc biệt cho bạn. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tài lộc được khởi sắc có thể nhận được phần thưởng khích lệ tinh thần từ cấp trên, từ vi tuổi Bính Thân thuộc họ biết cách kiếm tiền, tài lộc vượng phát, lúc nào cũng rộng rịnh tiền tiêu, từ vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, tinh thần làm việc trách nhiệm cao, dễ dàng tạo dựng được sự thành công trên con đường sự nghiệp, từ vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, thiện chí lắng nghe góp ý và sự đổi bạn thân ai cũng yêu mến, từ vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, tận tụy với công việc hòa đồng với tập thể sẽ đạt được thành công. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cho nên, con đường tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay rất chi là tốt. Tình cảm vợ chồng của bạn tuổi dậu ngày càng được thăng hoa và luôn đong đầy tình cảm như những ngày mới yêu nhau. Nhìn từng hành động, quan tâm và chăm sóc mà hai người dành cho nhau, ai cũng cảm thấy ganh tị về bàn. Bí quyết để giữ gìn tình yêu cũng như là hạnh phúc gia đình của mọi người, chẳng ai giống ai, nhưng có lẽ để làm được điều đó thì với bà tuổi dậu phải trân trọng tình yêu, trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Cuộc sống, vốn hối hả và tất bật kiếm tiền chúng ta dễ bị cuốn trôi đi, thiêu thời gian và chỉ khi bạn hiểu biết được điều gì là quan trọng nhất đối với mình thì đó mới là động lực để cho bạn vượt qua mọi cán rõ, trở về bên tổ ấm trái tim mình tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ năm này đối bà tuổi dậu, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. cái điều này cho thấy vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay lại có phần bị xa sút có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho bạn tuổi dậu không thể không mở ví mà toàn là những khoản tiền lớn, tiêu tan hết những khoản tiền đã tích lũy bấy lâu nay của bạn về từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy mọi cán rõ cũng không thể chia cắt được tình yêu lứa đôi nồng nàn sâu đậm từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tình cảm vợ chồng thăng hoa và luôn đông đầy như những lứa đôi mới yêu nhau từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tài lộc xa sút cẩn thận về túi tiền của mình từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc xác định mục tiêu quan trọng nhất và cố gắng hoàn thành tốt chúng những mục tiêu thứ yếu hãy tạm gác lại tử vi tuổi quý dậu thuộc kim duy trì thái độ sống lạc quan tích cực mọi chuyện đều sẽ được hanh thông với bạn Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài trở mệnh, cho nên con đường tài lộc của bà tuổi Tuất đang có được báo hiệu nhiều khởi sắc bạn mệnh tuổi tuất sẽ nhận được những nguồn trợ giúp từ gia đình và bạn bè để vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì thế, cho dù có lâm vào nghịch cảnh thế nào thì với bạn cũng nên bình tĩnh và tự tin để đối mặt. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn tuổi tuất cũng như được tiếp thêm ngọn lửa, bạn chủ động khi thấy người mình có tình cảm tìm đủ mọi cách để kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau. Những nỗ lực của bạn mệnh tuổi tuất trong ngày hôm nay sẽ được đền đáp, tình cảm của bạn không còn đơn phương nữa. Tình yêu được đáp lại là điều hạnh phúc nhất với bạn tuổi tuất có thể cảm nhận được trong ngày hôm nay. Và với ba tuổi tuất hãy cố gắng để cho tình yêu thêm thăng hoa cũng như là bền vững theo thời gian. Giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy mãi, để nhiệt huyết luôn khiến cho tình yêu của bạn không bao giờ ngồi lành. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tình yêu thăng hoa, đôi lứa hết mực quan tâm, yêu thương nhau. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, nhận được sự giúp đỡ, kịp lúc, bình an thoát kiếp nạn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, dù có lâm vào nghịch cảnh thế nào đi nữa thì cũng nên bình tĩnh, tự tin đối mặt, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. tử vi tuổi canh tốt, thuộc kim, trái tim cùng chung nhịp đập, cùng nhau nhìn về tương lai với những điều tốt đẹp. tử vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy, bình tĩnh đối diện với mọi tình huống có thể phát sinh, với tâm thế vững vàng, thành công sẽ gọi mời. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ Hợi cho nên với bà tuổi Hợi đang có điểm báo không lành xảy ra với mình trong ngày hôm nay và với bạn tuổi Hợi bạn mệnh có thể có nhiều tham vọng chuyện gì cũng ôm đồm vào mình nhưng cuối cùng công việc của bạn lại chẳng đau vào đâu, hậu quả chỉ có mình gánh chịu mà thôi. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi lại đang có được chính ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn. Với bạn tuổi hợi sẽ có được cơ hội để bù đắp lại sự không may mắn trong ngày. Bạn mệnh tuổi hợi là người thông minh, không ham danh lợi, chăm chỉ làm việc cho nên phần thưởng mà bạn nhận được rất xứng đáng giúp cho bạn có thêm được một khoản khổng lồ cho những việc cần dùng trong tương lai. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc, cái chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Tình cảm gia đình không được êm ả cho lắm, nội bộ lục đục, mọi người chẳng thể thống nhất được ý kiến của mình, ai cũng cho mình là đúng, cho nên cuối cùng dẫn đến sự tranh cãi không thôi bát đổ cũng có lúc xô sát, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi trong mọi gia đình. Và khi rơi vào hoàn cảnh ấy, với bà tuổi hợi, hãy hành động và giải quyết vấn đề nhanh chóng, bởi càng để lâu thì tình cảm gia đình càng trở nên rạn nứt, sứt mỉa. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ không nên ôm đồm quá nhiều việc, kéo lại tự trúc lấy phiền toái vào thân. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ không ham danh lợi, làm việc siêng năng, nhiệt tình, được đánh giá cao. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, tình cảm lứa đôi có phần bị rạn nứt do những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống thường ngày. Từ vi tuổi tân hợi thuộc kim, tham vọng cần phải đặt đúng lúc, đúng chỗ mới đem lại hiệu quả tối đa cho bạn. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, tinh thần làm việc nhiệt tình và có trách nhiệm giúp cho con đường công danh sự nghiệp của bạn được rộng mở và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi Sửu tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.